hạnh chào đón tất cả quý vị và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nghe nhạc thật ấm áp. Cho phép Việt được giới thiệu thành viên đầu tiên đến từ Vĩnh Phúc, đó là bạn Phương Thảo. Hồng Bách xin hân hoan chào đón quý vị đã quay lại với trò chơi âm nhạc. Xin giới thiệu thành viên đầu tiên của đội Hồng Bách đến từ thành phố Hải Phòng, bạn Vũ Trọng Khai. Và tiếp theo, một nam ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh có cái tên rất quen thuộc và giọng hát rất đáng yêu và hết sức đẹp trai, đó là Đỗ Phương Thế. Cùng tôi chờ đón nữ ca sĩ xinh đẹp Thúy Tiên. Hãy cùng chờ đón người dẫn chương trình trò chơi âm nhạc, biên tập viên Anh Tuấn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với trò chơi âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau một tuần làm việc, chúng ta lại gặp nhau vào tối thứ sáu trong chương trình trò chơi âm nhạc để được nghe những vị khách mời, những người bạn chơi hát những ca khúc, những phần trình diễn hay nhất của mình. Và không hiểu các bạn đã sẵn sàng đến với cuộc chơi này chưa? Chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội chơi đến với vòng đầu tiên ngay bây giờ với các ô 1, 2, 3, 4, 5 và 6, những ô rất quen thuộc của trò chơi âm nhạc. Lần này tôi sẽ mời đội trưởng Hoàng Bách là đội mở trước. Em chào số 6 ạ. Số 6 là... Chúng ta sẽ chuyển lại quyền cho đội của anh Vũ Quốc Hiền. Bây giờ mở ô đỏ mới khó nè. Phương Thảo em mở đi, tại vì em là duy nhất đội phụ nữ thôi đó. Em không được bắt chước chị Thủy Tiên. Em số 3. Số 3 là... Ô xanh, chúc mừng. Với từ khi này thì chính bạn Phương Thảo sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác của Đức Trí với tựa đề Dần Anh. Mời quý vị nghe. Xin mời Phương Thảo. Cảm ơn Phương Thảo với sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí và hát Giận Anh. Bạn đã mang về cho đội của mình 50 điểm đầu tiên. Vậy là đội Vũ Quốc Việt đã có được 50 điểm đầu tiên. Bây giờ sẽ là lựa chọn tiếp theo của các bạn. Mở ô nào? Lúc nãy tôi suối Phương Thảo mở rồi. Bây giờ Việt sẽ cố gắng mở ô số 1 cho nó xanh chắc ăn. Ô số 1 là... Nhớ.
Vâng, với từ nhớ này thì tôi nghĩ rằng Nông Phước Thịnh có rất nhiều bài hát nổi tiếng có từ nhớ này, thì em cứ tự giới thiệu bài hát nào mà có từ nhớ em tự hát đi. Vâng ạ, một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc được mang tên Đổi Thay. Xin mời tất cả các bạn. Xin mời quý vị. Nhớ tiếng mưa rơi ngày xưa, lúc đôi ta còn nhau, khi tình yêu bắt đầu. Nhớ chứ không ai vội trang, những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào. Rồi một hôm mưa vẫn rơi cho niềm nhớ trang vơi, sầu chia vui hơn mắt môi nghe nỗi buồn sang kín lối. Còn nhớ nữa lời đã hứa giờ phút tới, tình đã mãi xa tầm tay khi con tim em. Hát vừa rồi, như vậy là anh đã mang về cho đội của mình thêm 50 điểm nữa, xin chúc mừng. Đã lâu rồi thì Lưu Phước Thịnh mới quay trở lại chương trình. Bạn hãy nói với tất cả khán giả về những dự án âm nhạc mà bạn đang theo đuổi. Rất lâu rồi mới có dịp tái ngồi lại với khán giả Hà Nội. Và những dự án sắp tới của Lưu Phước Thịnh sẽ là một album Vol 2. Và trong album này sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ khi mà một Lưu Phước Thịnh khác biệt hơn trong năm 2010 vừa qua mà khán giả đã đón nhận. Mong là năm 2011 này Lưu Phước Thịnh sẽ làm nên được một dấu mốc nào nữa trong lòng của khán giả, và một hình ảnh Lưu Phước Thịnh chững chạc hơn sẽ thay đổi trong lòng khán giả. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi hình ảnh trong album mới Vol 2 của Lưu Phước Thịnh. Chúc bạn sẽ thành công với album này. Còn bây giờ là lúc mà tôi sẽ mời đội Vũ Quốc Việt. Chúng tôi chọn ô số 4 ạ. Số 4 là tóc. Vâng, với từ tóc này thì đội chúng tôi sẽ mời Thủy Tiên bên đội Hoàng Bách cùng hát một sáng tác của Võ Thiện Thanh với tựa đề Tóc Hát.
cả đội chơi đã hát một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, bài hát Tóc Hát. Và như vậy đội Vũ Quốc Việt các bạn đã có thêm 50 điểm nữa, xin chúc mừng. Và lúc này không còn chờ gì nữa, các bạn hãy nên hát bài hát gốc. Bởi vì nếu như mở ô tiếp theo rất có thể là ô đỏ. Vâng, chúng tôi sẽ hát bài hát gốc. Bài hát này là bài hát Đôi Giày Vải. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng mời đội Vũ Quốc Việt đến với bài hát gốc ở vòng đầu tiên. Xin mời các bạn. Chiều bước trên đường hoang vắng, ngày hè cơn giông vừa im lặng, chỉ còn trên mái hiên vài giọt lòng lanh trong xa xa về phía nắng hồng, bàn chân ai lướt nhanh, ôi đôi chân nàng bé tí tẹo lại ngục trong đôi giày vải. Ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nàng ghé qua. Dâng lên bờ môi thắm lặng lùng em bước qua tiếng nhịp vù vơ. Khi cơn mưa về phía chân trời, niềm vui ta khắp nơi. Trong xa xa em lát nơi cười ngập ngừng như chưa bao giờ. Ôi sao ta lòng nhớ nhung hoài từ khi nàng ghé qua. Dường như ta đã thấy sẽ nhớ nhờ mai khi tóc em buông dài, những niềm ghé quanh ta không mong ai. Như ta đã biết sẽ còn lúc ta mãi bên em, và dường như ta luôn mong em bình yên. Dường như ta đã thấy sẽ nhờ mai khi tóc em buông dài, dường như nghe quanh ta. Đội Vũ Quốc Việt, các bạn đã chính xác bài gốc ở vòng đầu tiên, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong, Đôi Giày Vải. Các bạn có 150 điểm nữa, xin chúc mừng. Các bạn sẽ đến với câu hỏi phụ, câu hỏi như sau: ca khúc Đôi Giày Vải là tên album của ca sĩ hay nhạc sĩ nào? Nguyễn Hải Phong, Lam Trường hay Cao Thái Sơn? Theo sự nhắc nhở của khán giả bên tôi là tạm đoán là của Lam Trường. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng các bạn. Đây là tên album của ca sĩ Lam Trường. Và như vậy đội Vũ Quốc Việt các bạn đã có thêm 50 điểm nữa. Chúng ta sẽ khép lại vòng đầu tiên tại đây. Thủy Tiên đã mở màu đỏ dành trọn vẹn số điểm cho đội Vũ Quốc Việt. Các bạn đang có 350 điểm. Đang theo dõi trò chơi nhạc của Đài Truyền Việt Nam, và ngay sau đây sẽ là vòng thứ hai với các ô 1, 2, 3, 4 và 5. Lần này tôi sẽ kính mời ca sĩ Thủy Tiên mở nữa và hy vọng là bạn sẽ không mở ô đỏ. Mở không khéo thành tội đồ của nhau nữa mới cộng. Tiên chọn ô số 4 ạ. Ô số 4 là? Ô màu xanh, xin chúc mừng. Vâng, đội Hoàng Bách sẽ gửi tới quý vị một sáng tác của Thủy Tiên với giọng ca Thủy Tiên. Ca khúc 1 giờ sáng. Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng, yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm, yêu anh khi anh nói sẽ rất vô vị nếu như mai không có em. Yêu anh khi đêm xuống anh mong manh chờ, đôi ba câu tin nhắn em yêu ngủ ngoan. La 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 la, hạnh phúc có thế thôi là khi em và anh chung. Thank you.
tròn như đôi mắt em long lanh nhìn. Của chính bạn, bài hát 1 giờ sáng. Bạn đã có được 50 điểm đầu tiên, xin chúc mừng. Tôi có một thắc mắc nhỏ nhỏ như này. Bài hát này bạn viết lấy tên là 1 giờ sáng. Vậy cảm hứng và xuất phát của bài hát như thế nào? Thưa anh, tại vì đây là ca khúc mà Tinh viết vào lúc 1 giờ sáng. Và lúc mà viết cái bài hát này xong rồi thì nói về cảm giác của một cô gái của lần đầu cô yêu thôi. Nên cảm xúc thì nó cũng hơi vụng dại và nó vẫn còn hơi ngây thơ mà. Cái bài hát thì nó nghe nó ru ngủ quá mà không biết đặt tên là gì, không lẽ giờ là chúc ngủ ngon. Cho nên là yêu lần đầu mà yêu vào đúng lúc 1 giờ sáng. Không viết vào sáng tác vào lúc 1 giờ sáng. Vì thế là Tiên cũng lấy 1 giờ sáng để đặt tên cho bài hát luôn. Vừa rồi bạn đã được thành công với và được rất nhiều người yêu mến trong bước nhảy vạn vũ. Bạn cũng đã rất thành công với việc sáng tác những bài nhạc trong phim. Liệu trong thời gian tới bạn có dự định rẽ ngang một con đường khác không? Bây giờ chắc cái này Tiên phải bí mật thôi. Tại vì nói trước thì sợ bước không qua. Nhưng mà Tiên rất là mong muốn là một cái người nghệ sĩ thì mong muốn mang đến những cái điều mới lạ và những cái điều thay đổi mới lạ, mang đến những cái món ăn tinh thần đến cho khán giả. Và Tiên đang rất là nỗ lực và cố gắng từng ngày và hy vọng những cái điều gì mà Tiên sắp làm thì rất là mong khán giả ở bên cạnh và ủng hộ cho Tiên. Vâng, cho dù Tiên sắp làm gì chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh để ủng hộ. Vâng, xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ quay trở lại với chương trình thì tôi sẽ mời đội Hoàng Bách mở tiếp một ô. Xin mời Trọng Khanh mở, Trọng Khanh hát luôn. Vâng, và em xin được phép mở ô số 5 ạ. Số 5 là từ Phôn. Vâng, và ca khúc sau đây đội của em xin gửi đến mọi người đó là một ca khúc rất nổi tiếng. Xin mời Trọng Khanh. Một chút hương thơm còn lại, một ánh mắt quen để lại, một lối đi trên con hè nhỏ, và mưa nắng hai mùa vẫn qua, một tiếng giao đêm ngân mai, một chiếc môi hôn vụng dại, và bước chân trên con hè nhỏ cùng cơn gió qua cửa chú đông, những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ, đã mang hết đi những điều thân thuộc, chỉ còn giấc mơ để dành ở đây. Và anh vẫn luôn mong tìm lại vòng tay ấm khi mùa đông bắc về, những đêm nằm nghe run run gió ưa, và anh sẽ mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu, những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời, và anh sẽ mãi luôn tìm lại vòng tay ấm khi mùa đông tắt về, những đêm nằm nghe run run gió ùa, và anh sẽ kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu,
những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời, những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời. Chúc mừng đội Hoàng Bách, các bạn đã có thêm được 50 điểm nữa với sáng tác của Nguyễn Sinh Sô để dành. Xin chúc mừng. Và cũng như đội bên này thì người chơi đội bên Hoàng Bách là Trọng Khanh hát rất hay. Khán giả đồng ý với tôi không ạ? Giọng hát rất tình cảm, mặc dù tôi khi tôi mới vào trường quay và nhìn bạn với phong cách này thì tôi nghĩ bạn sẽ hát kiểu nu metal hay là microwave hơn, nhưng bạn đã thể hiện bài hát rất tình cảm. Bạn có học nhạc không? Vâng, thưa anh, em không học nhạc ạ. Bạn đã từng thi cuộc thi nào về ca hát chưa? Dạ, em thi một cái là liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên Hà Nội. Và tiếp theo bạn có dự định thi gì nữa không ạ? Dạ, em không ạ. Quý vị thấy bạn Trọng Khanh có nên đi thi Vietnam Idol không ạ? Đây là lời khuyên của tôi và các bạn. Bạn cho tôi biết hiện nay bạn đang học ở đâu ạ? Dạ, hiện tại em đang học tại trường Học viện Bưu chính Viễn thông. Tôi nghĩ là bạn đây cũng có thể là một khả năng của bạn, và tất cả chúng tôi đều nhìn thấy bạn hát. Nếu là bản năng thì bạn hát rất chuẩn. Nên bạn hãy cố gắng tiếp tục theo con đường này. Tôi nghĩ là khán giả cũng sẽ ủng hộ bạn. Một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng Trọng Khanh. Còn bây giờ lại quay lại với đội trưởng Hoàng Bách. Các bạn sẽ hát bài gì tiếp theo? Phải mở ô hay là hát luôn bài cốc? Nhiều bài có từ môi hồn của anh ơi, nên đội Bách sẽ phải mở ô rồi mới hát tiếp. Bách xin mở ô số 2. Ô số 2. Xin mời Vũ Quốc Việt. Vâng, chúng tôi chưa đoán được bài hát gốc, bởi thế chúng tôi mở ô số 1. Ô số 1. Ô số 1 của Vũ Quốc Việt là Màu đỏ. Dường như lượt quay đã trở lại cho Hoàng Bách. Các bạn sẽ hát bài hát gốc. Đội Bách sẽ hát bài hát gốc. Mùa hè còn môi hôn. Xin mời các bạn. Yeah.
thì chúc mừng đội hàng Bách, các bạn đã chính xác bài hát cốc. Ở vòng thứ hai các bạn có thêm 150 điểm nữa. Thưa quý vị, bài hát này tất cả chúng ta đều rất quen thuộc. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát Vĩnh Biệt Mùa Hè. Và ngay sau đây đội hàng Bách sẽ có cơ hội đến với câu hỏi phụ ở vòng thứ hai. Số điểm hiện có của các bạn đang là 250. Câu hỏi phụ như sau. Đội Bách xin tạm đoán bài hát này là Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Đây là lựa chọn cuối cùng của bạn. Dạ, đây là lựa chọn cuối cùng của đội chúng tôi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trò chơi nhạc sau ít phút nữa để xem đội Hoàng Bách có ghi được 50 điểm với câu hỏi phụ này hay không. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với trò chơi nhạc. Chúng ta đang đến với phần cuối cùng ở vòng thứ hai. Đội Hoàng Bách đã đưa ra được đáp án tạm đoán của họ. Còn ngay sau đây sẽ là phần đáp án của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng đội Hoàng Bách. Họ đã đoán chính xác cờ phụ vòng thứ hai. Các bạn có thêm 50 điểm nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng công bố số điểm sau hai vòng của hai đội. Hoàng Bách các bạn có 300 điểm. Vũ Quốc Việt các bạn có 350 điểm. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thứ ba của trò chơi nhạc với 4 ô 1, 2, 3 và 4. Lần này chúng ta sẽ mời đội có số điểm ít hơn lựa chọn. Vẫn là đội Hoàng Bách, xin mời. Em xin chọn ô số 3 ạ. Số 3 của Thủy Tiên là ô màu xanh. Vâng, với tiếp theo đội Hoàng Bách sẽ cử Trọng Khanh với ca khúc Bài Ca Tình Yêu. Và một sáng tác của Thành Vương, xin mời Trọng Khanh. Buổi chiều thanh thang về nơi con sóng tràn, nơi đây bình yên một màu xanh giọt trong lành. Dì dào biển hát từ mẹ ngàn khúc ca, theo cơn gió trôi miên man chút mơ hồ. Ngồi kề bên em bên bờ cát trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Nhìn con thuyền trôi xa xôi ngàn khơi, em nhé trọn đời yêu không thôi, hát cho mùa đông thôi giá băng, gọi nắng tô xuân hồng về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, còn lũ chim ca vui mình cùng chung xây ước mơ, nhẹ nắm đôi bàn tay kề vai lãng du dìu nhau đến nơi bất tận yêu thương. Gần em bên con sóng xô bạc cát, anh biết khúc ca gửi gió kể câu chuyện tình yêu. Gần em bên con sóng xô bạc cát, anh biết khúc ca gửi gió gọi con chuyện tình yêu. Chúc mừng Trọng Khanh với bài hát Bài Ca Tình Yêu của Thành Vương. Bạn đã mang về cho đội mình thêm 50 điểm nữa. Và bây giờ số điểm các bạn đang là 350. Hãy cố gắng để đến được với bài hát cốc. Vâng, theo ý của anh Bách em sẽ mở ô số 2. Ý của anh Bách nhá, ô số 2 là ô màu xanh. Đời của Bách xin mời Nư Phước Thịnh.
hát một bài của Hoàng Bách trên Chàng Cô Đơn. Ta sẽ đến với sáng tác của Hoàng Bách. Bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa hỡi người. Một ngày kia em đến khắp nhân gian tiếng ca chan hòa. Dù nghe chuyện tôi rất buồn, thế đi em sẽ không hững hờ. Chuyện tình tôi, chuyện một chàng cô đơn mãi, một chuyện tình xa rồi quá. Để ngàn sóng cuốn trôi đi, tháng năm tuổi xanh vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa tạm đó. Xuân đang về đây rất gần, wow. Giữa trong lòng ta dù rằng con tim lên tiếng khắp nhân gian tiếng ca chan hòa. Dù nghe chuyện tôi rất buồn, thế đi em sẽ không hững hờ. Chuyện tình tôi. Chuyện tình chưa dám nói, nào hãy hứa đi em sẽ không ngừng ngờ. Này người yêu ơi, khi cô đơn anh chỉ kêu tên người. Dù mai vỡ nát, dù ai phôi phai, không vỡ tiếng. Chuyện vẫn chẳng ngờ đến mãi, tình cuộc tình xa xôi quá. Để một sóng cuốn trôi đi, tháng năm tuổi xanh vì tận lòng anh chỉ có. Một chuyện tình chưa dám nói, nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ. Nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ. Nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ. Xin cảm ơn Hoàng Bách, xin cảm ơn Núi Phước Thịnh đã hát ghi điểm cho đội bạn. Hoàng Bách, các bạn có thêm 50 điểm nữa. Ai để đội bạn hát bài của mình lại ghi điểm cho đội mình. Thế bây giờ mở ô đỏ rồi trả lại đội bạn nhé. Cái gì chứ ô đỏ thì đội trưởng hay mở chúng lắm, anh yên tâm. Một hoặc là bốn. Từ trước giờ thì Bách cũng hay nghe lời phụ nữ, nên là Bách xin chọn đọc số một. Số một là ô màu xanh cuối cùng. Vâng ạ, được Bách vui quá, hát bài hát gốc luôn ạ. Vâng, chúng ta sẽ đến bài hát gốc ở vòng thứ ba. Xin mời. Các bạn đã chính xác một sáng tác của Sĩ Luân, bát áo dài ơi. Các bạn có thêm 150 điểm nữa. Xin chúc mừng, xin cảm ơn đội ngũ Vũ Việt cũng đã hát yểm trợ cho đội bạn. Và bây giờ đội Hoàng Bách, các bạn sẽ đến với câu hỏi phụ ở vòng thứ ba. Câu hỏi như sau: bát áo dài ơi được nhạc sĩ Sĩ Luân viết vào năm nào? 1998,
2000 hay 2002? Bây giờ nhớ trước đây là có tham gia, hồi còn học cấp 3, có tham gia một vài chương trình học sinh, sinh viên. Có nhớ là hình như nhớ mang máng là có gặp sĩ Luân ở đó rồi. Và đã có cái bài này rồi. Ở nhà văn hóa thanh niên có nghe trước năm 2000, là năm 98. Đây là một lựa chọn hoàn toàn không chính xác. Vũ Quốc Việt, còn lại năm 2000 và 2002. Chúng tôi tạm đoán là năm 2002. Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Vũ Quốc Việt. Và số điểm của đội Vũ Quốc Việt đã được nâng lên. Các bạn đang có 400 điểm. Chúc mừng đội Hoàng Bách, số điểm 550. Đến vòng cuối cùng của chúng ta sẽ được bắt đầu ngay bây giờ với các ô 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Không có bất cứ một ô đỏ nào. Đội ít điểm hơn là Vũ Quốc Việt, các bạn sẽ mở trước. Tôi chọn ô số 6. Số 6 là Yêu Thương. Chuyển Hoàng Bách. Bách xin mở số 1. Số 1 là Hòa. Bách xin chuyển ạ. Xin mời Vũ Quốc Việt. Ô số 4 ạ. Số 4 Ta. Chuyển. Xin mời Hoàng Bách. Bách xin chọn số 5. Số 5 là Ta Nhịp Yêu Thương. Bài Nếu Phải Xa Nhau. Hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng Hoàng Bách. Các bạn đã có thêm 200 điểm nữa với bài Hát Cốc ở vòng cuối cùng. Các ô còn lại sẽ là Hòa Chung Con Tim Ta Nhịp Yêu Thương. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương. Và như vậy đội Hoàng Bách đã giành chiến thắng trong cuộc chơi lần này. Các bạn có số điểm cuối cùng là 750 điểm. Và đội Vũ Quốc Việt, các bạn chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Các bạn có số điểm là 400. Xin chúc mừng cả hai đội. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm ra bài Hát Cốc ở vòng chơi cuối cùng. Trò chơi âm nhạc của chúng ta đã sắp đến lúc kết thúc và đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để tất cả chúng ta gửi lời cảm ơn đến những phần biểu diễn tuyệt vời trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn ca sĩ Thủy Tiên đã quay trở lại với trò chơi âm nhạc. Xin cảm ơn Vũ Quốc Thịnh, bạn cũng đã quay trở lại với trò chơi âm nhạc và hát rất hay. Hai người bạn chơi hôm nay hát rất hay, đó là Trọng Khanh. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Và Phương Thảo, chúc mừng bạn. Xin chúc mừng đội trưởng Hoàng Bách. Và cảm ơn đội trưởng Vũ Quốc Việt. Xin cảm ơn ban nhạc đồng đội, ban nhạc của chương trình. Và cuối cùng, vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ được hát bài Hát Gốc, một sáng tác rất quen thuộc của Xuân Phương, Nếu Phải Xa Nhau. Mình chia tay nhau rồi, phải không em? Dù trong tim anh luôn còn mãi lời yêu thương dành cho em, chỉ còn lòng phương vĩ kia giữa mái trường lẻ ngơ ngác bên nhau. Còn đâu nữa khi mình xa nhau, sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, và trong con tim ta lời yêu thương thắm đầu. Giờ đây chia xa làm con tim đã tan, sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sau chớp mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chất đống nỗi thương nhớ năm nào.
vậy là trò chơi nhạc đã kết thúc tại đây. Một lần nữa chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những phần biểu diễn trong suốt chương trình này. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình 9. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần 6 tuần sau.